Rồi em xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà vườn Thiện Minh. Thì hôm dài bữa hôm mấy hôm rồi thì do bận rộn quá, việc cây giống này kia nên em không có làm video được. Thì hôm nay em sẽ quay trở lại với cái giống nho cũng đang khá là hot, nho kẹo thơm. Tên đúng của giống là NH 01-26, giống này của Ninh Thuận lai tạo ra, cái khả năng kháng sâu bệnh cũng rất là tốt. Đây chùm trái đây, em không có phun thuốc gì, trái ở đây vẫn ngon, không có bị nấm xám hay nấm phấn trắng gì hết. Đây trái rất là ngon này. Mùa nắng ở đây đang ở là mùa nắng, ở Long An của em đang là mùa nắng, em không có phun thuốc nấm gì hết từ lúc có trái tới giờ luôn, thì cây vẫn ổn nha, trái vẫn ổn. Này trái trên cành cấp 1 luôn. Đó, trái trên cành cấp 1 luôn. Hôm trước em cũng có giới thiệu cây này rồi. Thì hôm nay sẽ cập nhật cây này cho anh với anh chị. Đó. Thật sự kháng bệnh rất là tốt. Hôm nay có một cơn mưa. Sáng ngày có mưa nè. Nhưng mà hy vọng để thời đợi thay xem có nứt trái như là nho đỏ hay không. Nho đỏ nếu mình không phun thuốc là hầu như là bị nứt trái nha. Đó thì em cũng quay sơ cho anh chị mình xem. Đó trái này thì do chơi trái nó không có to như nho đỏ đâu nha, nó nhỏ hơn trái nho đỏ xíu nhưng mà nó nhanh chín hơn nho đỏ. Nho đỏ em cắt cành cùng một lúc với lại cây này nhưng mà cái này trái nó đã chuyển màu rồi nè, còn cây kia thì chưa, nho đỏ trái chưa chuyển màu. Và thêm một điều nữa, hôm trước em cũng có cắt cành luôn, đây mình cắt luôn, đang trái mà em cắt cành nó vẫn ra hoa luôn nha, có đậu hay không thì phải đợi thời gian nữa mới biết. À, nhưng mà hoa này chắc hơi yếu, em nghĩ là không nên, mình cũng em này em cắt thử thôi, thì anh chị mình chắc cũng không nên cắt đâu, cứ để nó ăn trái xong đi mình cắt lại tiếp. Cái này em cắt thử coi như thế nào, cây nó có ảnh hưởng gì không. Đó đang có hoa này. Đó thì cái giống này em bên em đang bán rất là nhiều anh chị trồng, nó phát triển cũng rất là nhanh. Mùa này thì trồng xuống là phát triển nhanh lắm, không có hầu như là không có bị nấm bệnh gì. Mùa mưa thì giống này nó kháng nấm cũng khá tốt. Đây lá nó rất là to. Đó, lá to rất là to luôn. Thấy bằng tay em nè, đó, anh chị thấy không? Đây mặt dưới lá có lông nha. Đặc biệt lá này nhìn dần giống nho dại, nếu mà anh chị nào biết nhìn thì nhìn biết là nha, lá nho kẹo. Lá này sẽ dễ nhầm lẫn với lại lá nho Pháp, Anden, nho rượu Anden. Lá nho dại thì lá như này thì nhìn một cái là ra, nó cũng dễ lắm, nếu mà quen nhìn quen thì nhìn ra lá nó to này. Cây này đang tốt, cây này cũng cành cấp 1 đang được một chùm luôn nè, cây này em cắt sau cây kia vài tuần đó anh chị mình thấy không. Này trái nó đậu nè, này không có phun thuốc gì đó, đợt trước có bị nhện đỏ, nhện đỏ phun rồi hết rồi, bây giờ không có bị nhện đỏ nữa, đợt này không có bị nhện đỏ, có bị thì mình phun thôi. Nói chung giống này anh chị nào có nhu cầu trồng sân thượng hay trồng ở trước sân nhà mà hạn chế phun thuốc trừ sâu, thuốc trị nấm thì giống này là khá là tốt. Đó thì anh chị em quay sơ vậy đó anh chị xem. Đó, cây giống thì bên em hiện đang có nha, cây giống lúc nào cũng có. Đó, giống này đang khá là hot. Đó, những anh chị mà trồng dạng như nho sạch thì đang rất là quan tâm cái giống này, lá cũng không có bị nấm gì nhiều, cái này nó chỉ già thôi, nó già rồi nó chuẩn bị bỏ lá này rồi. Với lại em không biết là trong vườn mình nó do nó trồng chung với những giống khác hay sao, nó hay bị cành đỏ thôi chứ hầu như thấy nó cũng không bị gì, bọ trĩ thì cũng không bị, ngọn này đi rất là tốt, không có bị bọ trĩ gì hết. Đó, anh chị có quan tâm giống này thì cứ nhắn qua Zalo của em, số điện thoại của em luôn. Đó là 0986 943 566. Đó, anh chị xem video nhớ like và chia sẻ video với em. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm và ủng hộ trong nhà vườn Thiện Minh trong suốt thời gian qua, cũng như là những cái giống do mà kháng bệnh sâu bệnh hay những giống mới mà bên em đưa ra. Thì bên em cũng đang thử nghiệm một số giống mới nhưng mà cái khả năng kháng bệnh nó cũng khá là kém, nó chỉ dành cho những anh chị mình trồng dạng như chuyên nghiệp xíu, sử dụng phân thuốc thường xuyên thì được,
Còn giống này thì nó chủ yếu là trồng nho sạch đó, nho an toàn đó, không có dùng thuốc. Đây em trồng không có dùng thuốc gì nhiều, GA3 thì cũng không có dùng luôn nha, trồng này không có dùng GA3 gì hết. Trái nó cũng được, chắc là cấp 1, cái này cành cấp 2 có thể trái chùm nó sẽ to hơn. Chùm này chắc sẽ to nè, chùm này cái này trung hơn, chùm này sẽ to hơn nè. Đó. Đây là cây tơ luôn nha. Cây tơ cây này mới lên cành cấp 1 thôi. Nè, thân đây nó còn chưa qua gỗ nè. Đó, thân ở đây còn chưa qua gỗ nè, anh chị kia coi rõ nè, đó ha, thân đây còn chưa qua gỗ luôn nè, lên. Đây cũng đường chùm nhỏ hơn. Đó đi ra nè, cây rất là sung tốt. Mùa này nho nó là sung tốt luôn. Rồi xin chào tất cả các anh chị nha, em sẽ hẹn gặp lại ở video sau, thì em sẽ có thời gian để chia sẻ nhiều hơn. Hôm nay cũng không có thời gian nhiều nên chia sẻ chút xíu về cây nho này thôi. Cái giống này nó trồng nó khá rất là tốt, trái thì nó không được to nhưng mà nó rất là sai trái, dễ trái nữa. Anh chị nào quan tâm thì nhắn với em nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm. Rồi xin chào tất cả các anh chị.